Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến với kênh của Tvlog Và cũng đã sắp đến Tết rồi anh em Ok ha, thì mình cũng mong muốn cái trang web này sẽ giúp cho anh em kiếm thật là nhiều tiền từ cái trang web này Và cái sự kiện hot của từ trang web này chúng ta sẽ nhận được những cái vòng quay anh em Chúng ta có thể quay được những viên kim cương hoặc là những cái đồng đô có thể là 50, 30, 20 hoặc là 10 Hoặc là 3 đô, ok nha, rất là nhiều cái đô để chúng ta kiếm trong cái sự kiện của cái trang web này, ok ha Điều kiện là chúng ta phải có thứ nhất ấy, là cái ví Metamask thứ hai, im token. Anh em có cái ví nào có thể sử dụng ví đó. Anh em có thể lên uh, sát Play hoặc um, App to Anh em tải là ví Metamask về. Tại vì cái ví Metamask anh em đơn giản lắm. Chúng ta chỉ việc là copy cái trang web này ha. Trang có cái chữ copy này anh em cứ copy. Sau đó anh em vào trình duyệt ví Metamask. Anh em cứ dán vào là chúng ta có nhận được cái vòng quay may mắn rồi. Chúng ta có thể quay và hoàn toàn miễn phí free không có tốn gì hết nha anh em ok nha có người đã quay trúng được 10 đô và rút luôn anh em khá là ngon ha rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta làm và anh em muốn tạo một cái ví metamask thì khá là đơn giản thôi anh em tải về sau đó anh em đăng ký một cái ví thôi anh em rất là đơn giản thôi ok nha chúng ta cứ copy hoặc là anh em có thể vào youtube anh em gõ là hướng dẫn đăng ký ví metamask là nó sẽ hướng dẫn cho anh em rất là rõ đối với anh em nào sử dụng trên điện thoại thì anh em có thể là copy ha copy đó còn đối với anh em nào sử dụng máy tính thì anh em có thể connect trực tiếp bên ngoài được nha Tại vì cái máy tính thì nó hỗ trợ chúng ta kết nối ví luôn vẫn được Còn đối với điện thoại thì chúng ta bắt buộc phải copy cái trang web này ha Có cái chữ copy là anh em copy giúp cho mình nha Sau khi copy xong anh em vào cái ví Metamask của mình nha anh em Sau khi mà anh em tạo cái ví Metamask xong nó sẽ có giao diện như thế này nha anh em Ở đây cái ví ha Thì chúng ta chọn mạng ở đây anh em Anh em nhấn vào chuột ví nè Đó Anh em chọn qua mạng Ethereum cho mình ha Ethereum rồi Tại vì khi anh em tạo ví anh em chắc chắn sẽ được cái uh, cái mạng này ha thì ở đây anh em ví dụ như là cái trang web bên thứ ba này nó đang sử dụng là cái mạng ethereum cho nên anh em cứ chọn cái mạng ethereum ha còn ví dụ những trang web có thể là chọn mạng BCCCAN, là là SMAT, BNB Smart Chain hoặc là mạng gì đó anh em hoặc là mạng Solana hoặc là mạng Tron đó rất là nhiều mạng nhưng mà cái trang web mà mình đang kiếm tiền đây là mạng ethereum cho nên anh em chọn cái mạng gọi là ethereum ha rồi anh em vào một ba gạch giúp cho mình nè, anh em vào cái chữ trình duyệt nha anh em. Anh em nhớ làm theo video của mình thật kỹ nha. Rồi sau khi vào trình duyệt thì anh em nhớ nè, vào cái chỗ cách này, anh em sẽ thấy cái dấu cộng ở đây, anh em thấy không? Ví dụ như cái ví của mình đã tạo sẵn và mình đang chạy hai cái trình duyệt này, mình đang kiếm tiền hai cái trang web này. Thì hôm nay mình có tiếp tục một trang web mới thì mình vào cái dấu cộng ha, ok. Rồi, thì nó sẽ ra cái trang chính của trình duyệt ví Metamask. Rồi anh em nhấn vào cái chỗ chữ search nè, anh em dán cái trang web mà anh em vừa copy vào, ok chưa? sau đó này bấm chữ đi ha thì nó sẽ lót cho anh em ra một cái trang mà chúng ta vừa kiếm cái token là SBS ha ok chưa rồi cái sự kiện này nó có hàng nha anh em cho nên anh em hãy nhanh tay và làm theo đúng video của mình chắc chắn anh em sẽ kiếm được tiền ha chắc chắn anh em sẽ kiếm được rất nhiều đô ok thì nó lót hơi lâu nha anh em tại vì cái trang web này thì nó cũng khá là nhiều người truy cập ok ha Ok anh em thì sau khi trang web của chúng ta đã copy và dán vào trình duyệt của ví Metamask rồi anh em nó ra một cái giao diện như thế này ha Thì trên này nó có chữ connect nha anh em thì anh em bấm vào giúp cho mình ha Thì nó sẽ hiện ra tất cả các ví để chúng ta có thể dùng được ha Ví dụ như là in token nè, con bay hoặc là token bucket và ví Metamask ha Thì chúng ta đang sử dụng ví Metamask thì anh em kích vào cái Metamask ha ok Thì nó sẽ à, bây giờ cái mạng mình đang bị lỗi nha anh em thì mình sẽ trở lại ha mình sẽ trở lại nha anh em ok thì mạng mình nó bị rớt anh em mình sẽ kết nối lại ha kết nối ví metamask này ok này ok nó bị lỗi anh em à mình sẽ trở lại nha do lúc nãy mạng của mình nó rớt anh em thì nó bị thoát ra ha khi anh em kết nối thì cái địa chỉ ví của anh em nó sẽ hiện ở đây ok thế là chúng ta kết nối thành công nha anh em sau khi kết nối thành công rồi ở đây nó có bốn mục để chúng ta khám phá tức là trang đầu tiên nè robot tem và cái mai ha thì mình sẽ vào cái chỗ robot cho anh em xem thì tức là ở đây nó sẽ hiện ra những cái gọi là uh, lãi suất khi mà chúng ta mua những cái con robot này ha ok thì cái này mình không quan trọng lắm nha anh em mình không có quan tâm còn cái tem này thì tức là chúng ta sẽ copy cái đường link để uh, chúng ta chia sẻ bạn bè của mình thì cái tem nó nằm ở đây thì tất cả những người nào thì nó điều hiện ở đây ha anh em vào chỗ mai lại nè đây thì cái uh, quan trọng là cái mai này nè anh em thì anh em sẽ hiển thị lên tất cả các xu dư của anh em ở đây ha ok thì anh em có thể là deposit hoặc là có thể là withdraw ok thì cái này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta kiếm miễn phí với cái dự án này ok anh em vào một chữ hôm lại nè rồi ở đây có cái video thì anh em xem ha còn không xem thì thôi ở đây có cái hộp quà anh em nhấn vào nha cái sự kiện này rất quan trọng cho nên anh em hãy nhấn vào cái hộp quà này giúp cho mình là tức là chúng ta sẽ mở được vòng quay về kim cương hoặc là đồng USD ok anh em nhấn vào cái hộp quà giúp cho mình thì ở đây nó ra một cái game để chúng ta bắt đầu chơi quay vòng quay để chúng ta kiếm thưởng nha anh em ok ha anh em đợi nó lót cực khá là nhiều người tham gia dự án này cho nên cái cái game này anh em nó cũng rất là lát nha anh em đôi khi anh em sẽ bị lát đó ok thì cái người đăng ký đầu tiên chúng ta không cần KIC không cần làm gì hết không cần phải 18 anh em chỉ cần có cái ví Metamask là anh em có thể sử dụng được ha và có thể chơi được kiếm tiền hoàn toàn miễn phí và free và anh em sẽ nhận được cho mình là 20 cái đồng kim cương 20 cái đồng kim cương này anh em sẽ quay được hai lượt ở cái vòng quay này thì anh em sẽ nhận được nè tối thiểu là một đô và tối đa sẽ là 50 đô. Ok chưa? Và cái nội quy của cái dự án này, anh em vào cái chỗ là dấu chấm hỏi trên này nè để anh em dịch và đọc giúp cho mình nha anh em. Tại vì cái video thời lượng video thì nó có giới hạn cho nên mình sẽ không có uh, dịch ra trực tiếp cho anh em ở cái Google dịch. Nhưng mà mình sẽ dịch ở đây luôn, tức là anh em sẽ mời được một người như vậy anh em sẽ được một cái vòng quay ha. Thì vòng quay ngẫu nhiên anh em sẽ được là uh, tức là anh em đăng ký mới anh em sẽ được 20 20 cái kim cương. Anh em quay một cái vòng quay và anh em mời một bạn anh em sẽ được 10 cái viên kim cương này và 10 viên kim cương này anh em sẽ được là quay một cái vòng quay ha ok ngoài ra anh em cũng có thể mua mua cái một od là 10 viên kim cương và một od này anh em có thể là uh, quay được là một lượt ha ok tuy nhiên thì mình khuyên anh em là cứ chia sẻ cho bạn bè của mình để chúng ta nhận lượt quay free ok chưa rồi 20 viên kim cương này anh em sẽ quay được ha tối thiểu là một đô và tối đa là 50 đô và tối thiểu là một viên kim cương cho đến tối đa là 100 viên nha anh em ok thì vòng quay này anh em quay kiểu nào nó cũng trúng hết ha ok anh em cứ quay cái này cho mình ha play in ok thì nó sẽ quay nha anh em rồi anh em xem được bao nhiêu nha ok xuống nữa xuống nữa ui ui ui, ui, được ba viên kim năm viên kim cương ok mình lỗ mất năm viên anh em à anh em bấm cùng phim rồi mình đang có sở hữu 15 viên thì mình còn được quay một lượt nữa nha anh em rồi không biết là có may mắn được 50 đô không anh em thì cái tỷ lệ ra 50 đô chắc chắn nó sẽ khó hơn ha ui ui năm mươi anh em 50 đô Ôi À một viên kim cương Trời ơi trời ơi. Sát bên luôn anh em Rất là không may ha Không may Ok Thì mình đã hết lực quay Tức là mỗi ngày như vậy Anh em sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều kim cương Để anh em quay cái vòng quay này Ok chưa Anh em thấy không Thì họ đã nhận rất nhiều Rồi Thì nếu anh em nạp vào Anh em sẽ được quay một lượt như vậy là một đô Đó Thì cái này là may mắn ngẫu nhiên Nói chung là mình nghĩ tỷ lệ ra những cái đô này anh em Như là 20 đô 10 đô 30 đô thì nó sẽ rất là thấp ha nhưng mà có khá là nhiều anh em trong nhóm mình quay từ một đô cho đến 10 đô khá là nhiều đó còn từ 20 đô cho đến 50 đô thì nó hơi khó một chút xíu còn viên kim, kim cương á, thì họ quay cũng thường thường mình thấy đó, 1 một đến 10 20 chứ còn 30 thì mình chưa thấy ai trong nhóm mình nhận nha anh em ok ha thì để mà kiếm vòng quay thì có một mục để chúng ta kiếm vòng quay hoàn toàn free tức là chúng ta cứ mời một bạn thành công chúng ta sẽ nhận một cái vòng quay may mắn này ok nha thì mình sẽ ra mình hướng dẫn anh em chia sẻ cái đường link của anh em để chúng ta kiếm lượt cái vòng quay Ok chúng ta trở ra lại nha anh em trở ra trang chính lại ha thì bây giờ để mà mời bạn bi để mà mời bạn B thì anh em vào cái chỗ tem này giúp cho mình nha Ok thì ở đây nó sẽ hiện ra cái số lượng tem của mình và anh em vào cái chỗ là tem roulette này anh em sẽ xem được cái hoa hồng khi mà họ đầu tư họ chơi ha thì tức là chúng ta sẽ được 20 ở cấp 1 10 phần trăm cấp 2 và 5 phần trăm ở cấp 3 ha Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhận thêm ở cái chế độ gọi là đa cấp nữa anh em Tức là A, B và C ha, ok Rồi cái này thì anh em có thể là mình chưa mời được ai, không biết cái chế độ của nó như thế nào Hoa hồng ra sao Thì đợi sau khi cái video mình đăng lên, nhiều anh em đăng ký Nếu như mình có uh, thưởng nhiều Hoặc là như thế nào đó thì mình sẽ trích ra một ít để mình tặng random Ở cuối video Có thể là UNDT hoặc là có thể là đồng coin khác nha anh em, ok ha, rồi anh em muốn lấy đường link anh em vào chỗ là go comment tức là nó sẽ ra một cái đường link cho anh em đây anh em copy anh em chia sẻ đường link của anh em lên tất cả các hội nhóm kiếm tiền thì ở đâu đó họ đăng ký thì chúng ta sẽ được một cái lượt quay ok ha hoặc cái lượt quay này chúng ta sẽ nhận ngẫu nhiên từ một cho đến là uh, 50 đô cộng với có thể là từ một cho đến 100 viên kim cương ha ok nha đó dự án là nó như vậy thôi để mà rút tiền thì anh em vào chỗ mai thì anh em sẽ thấy được cái chỗ là withdraw wow, và deposit ha thì anh em bấm withdraw thì mình rút con này nó sẽ là bao nhiêu thì mình cũng chưa có rõ được anh em mình chưa rút lần nào nữa à, ok ha ví dụ phí rút của nó là hai phần trăm ok thì anh em bấm on này, chưa có anh em mình chưa có đô cho nên mình chưa rút được ha nhưng mà dự án này có khá là nhiều anh em đã rút được tiền rồi anh em à, có nhiều người đã rút 50 52 57 chắc là mình nghĩ là min rút con này là 50 đô anh em mà. ok ha ở đây có ngôn ngữ thì mình nghĩ nó có tiếng Việt này anh em có thể vào này để anh em biết cách sử dụng ha ok chưa rồi thì mình cũng xin chúc tất cả anh em luôn thành công với cái dự án này ha mình cũng mong muốn là tất cả mọi người cũng như là tất cả anh em xem được video này hãy đăng ký nhanh tay bởi vì cái kèo này hoàn toàn free chúng ta có thể chia sẻ bạn bè của mình để biết đâu quay được 50 đô hoặc là hai lượt quay 100 đô chúng ta có thể rút về cái tài khoản của chúng ta để chúng ta quy đổi ra USDT ha ok chúc tất cả anh em luôn thành công nha sau đây mình sẽ lên cái video À, mấy ngày trước cho tất cả anh em nha Ok anh em, thì video ba ngày trước à, mình à, giới thiệu cho anh em cái con mft này anh em, thì anh em nhớ hàng ngày vào cái chữ transfer, anh em kích vào giúp cho mình nha anh em, thì nó mới à, à, khai thác cho anh em nha. Một ngày như vậy chúng ta sẽ được là 0.16 USDT hoàn toàn free, không cần làm gì hết, chúng ta cũng có số tiền đó ha. Ok thì anh em à, bắt đầu mình sẽ random. 36 lượt comment hợp lệ nha anh em. Ok ha, mình sẽ chọn ra một bạn ngẫu nhiên này. Xin chúc mừng Kim Huệ, chúc mừng em và chúc tất cả mọi người luôn thành công nha. Bye bye.